Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Và ngày hôm nay Meta giới thiệu đến các bạn sản phẩm quạt tháp Behrer LV200. Behrer là một thương hiệu nổi tiếng chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và công nghệ đến từ Đức. Chính vì vậy mà một chiếc quạt tháp như thế này sẽ được người tiêu dùng rất quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Và sản phẩm này hiện đang bán rất chạy ở trên website Meta.vn. Các bạn không nên bỏ lỡ sản phẩm này nhé. Quạt tháp Behrer LV200 thiết kế màu trắng trang nhã, phong trụ dài kiểu dáng nhỏ gọn với chiều cao là 92cm. Phần đường kính của chân đế là 26cm giúp quạt được đứng vững hơn. Với trọng lượng quạt chỉ 3kg thì việc di chuyển quạt dễ dàng, bày trí quạt trong phòng khách, phòng ngủ hay bất kỳ không gian nào đều rất sang trọng. Thân quạt làm bằng chất liệu nhựa cao cấp bền bỉ, dễ vệ sinh với khăn ẩm. Các loại quạt tháp nói chung và Behrer LV200 nói riêng, cánh quạt được thiết kế ẩn bên trong nên hầu như sẽ không bị bám bụi. Thiết kế phía sau là màng lọc thô nên bạn chỉ cần vệ sinh màng lọc này bằng nước sạch là xong. Mặt trước được trang bị màn hình LED hiển thị nhiệt độ tại thời điểm nên dễ quan sát. Các chế độ đảo chiều và tản gió cũng được lập trình sẵn cho nhu cầu sử dụng. Bảng điều khiển ngay trên đỉnh máy, dễ sử dụng. Ngoài ra thì kèm điều khiển từ xa, điều khiển này dùng pin CR2025. Quạt tháp có 3 chế độ gió hoạt động, từ cơ bản, tự nhiên và chế độ ngủ cho bạn lựa chọn theo sở thích, giúp mang lại luồng không khí mát lạnh dễ chịu cho cả căn phòng. Cửa ra gió thiết kế theo hướng dọc dài, góc tản gió theo hình thang, khi kết hợp với tốc độ gió cho độ mát xa hơn. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm quạt tháp Behrer LV200. Và chắc chắn là chiếc quạt tháp này sẽ rất lý tưởng cho gia đình bạn, đặc biệt là những gia đình mà có người già hay trẻ nhỏ cần với không gian yên tĩnh và làm mát hiệu quả. Với chiếc quạt tháp này thì không chỉ là mát mà còn có khả năng tăng độ sang trọng cho căn phòng của bạn nữa bởi thiết kế rất hiện đại và đẹp mắt. Các bạn có thể mua sản phẩm quạt tháp trên website meta.vn. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy, mua online giá tốt, giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.